Vậy chúng ta mới quay trở lại, bạn hãy nhìn thấy cuộc sống của mình, xem là mình bị bao nhiêu thứ điều khiển. Nếu bạn bị nghe người khác nói là bạn thay đổi mình ngay, có nghĩa là bạn bị điều khiển. Bạn thèm một điếu thuốc mà không có thuốc là bạn vật lộn, có nghĩa là bạn bị điều khiển. Bạn thèm một bữa nhậu mà bạn không được nhậu mà bạn lồng lộn lên là bạn bị bữa nhậu nó điều khiển. Vậy thì bạn phải xem lại toàn bộ những cái nguyên nhân, là những cái mối dây nào nó đang ràng buộc cuộc đời bạn, thì bạn sẽ tìm cách gỡ cái mối ràng buộc ấy ra, thì giúp cho mình sẽ an yên hơn trong cuộc sống, tâm của mình sẽ tốt hơn. Trừ mối ràng buộc mà do chính mình tạo ra thì mình phải trả nghiệp. Đó là gì? Nợ tiền người khác bắt buộc phải trả thì mới tháo được nghiệp. Đẻ con ra thì phải nuôi cho con nó trưởng thành thì mới gỡ được nghiệp. Lấy vợ rồi thì vẫn phải gì ạ? Làm cho nhà, cho vợ một cái nhà và lo cho cuộc sống của vợ thì nó mới tháo được cái mối ràng buộc. Cha mẹ đẻ mình ra, mình phải báo hiếu thì mới gỡ được mối ràng buộc. Cho nên khó lắm. Đã là người, chúng ta bị rất nhiều các cái mối ràng buộc trong cuộc đời. Quế Anh Nguyễn có đặt câu hỏi: thầy ơi, em muốn hỏi làm thế nào để tâm mình được an yên, buông bỏ những nỗi buồn và bất hạnh trong cuộc sống. Em cảm ơn thầy ạ. Ở cuộc đời mình ấy, nó vốn dĩ trong con người, nó bị những cái sợi dây trói buộc trong xã hội. Ví dụ khi bạn sinh ra và lớn lên thì bạn bị trói buộc vào cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Sau bạn sinh con ra, bạn lại bị ràng buộc vào cái trách nhiệm của người cha đối với đứa con. Khi bạn chơi với bạn bè, bạn phải có trách nhiệm với những lời hứa, với cái nghĩa, cái tình của mình tạo ra. Khi mà bạn sống trong xã hội thì bạn bị một cái chuẩn mực của văn hóa xã hội nó ràng buộc, và bạn làm cái gì chạy khỏi văn hóa thì bắt đầu đầy những cái thứ xì xào mà người ta nói. Rồi khi bạn ứng xử với chính bạn thôi thì bạn bị gì ạ? Nó bó buộc toàn bộ những cái thứ xung quanh, nó bó buộc bạn, và tất cả những cái thứ đó nó ràng buộc lấy bạn. Và những con người, người ta trí tuệ thì bắt đầu người ta buông bỏ những cái ràng buộc đấy, người ta gỡ bớt nó ra. Ở đây gỡ bớt không phải là người ta phá bỏ toàn bộ những cái đạo đức, mà người ta phá bỏ những cái thứ nó hình thức, nó không thuộc về bản chất. Cho lấy ví dụ ăn nói nguy hiểm thì là vì tâm mạng. Chúng ta tưởng là tham lam nhiều tiền là chúng ta tưởng là hạnh phúc, nhưng thực ra tham lam mà cái gì không phải của mình thì bạn sẽ không an hiên. Tôi lấy ví dụ như là bạn đi ăn cắp thôi, nói vậy thôi, trong bao nhiêu năm tâm của bạn không có an yên. Bạn làm một việc ác, bạn giết người, tâm của bạn cũng không an yên. Hay là bạn buôn thuốc phiện thôi, tức là bạn làm một cái việc mà nó không, nó mất đạo đức thì tâm của bạn không an yên. Vậy thì rõ ràng người ta tưởng tham là được, nhưng mà tham cũng chả được cái gì cả, bởi vì cái đích đến vẫn là cái tâm an yên, chứ không phải là chúng ta có bao nhiêu vật chất. Câu chuyện thứ hai là chúng ta sân hận, thì tất cả những cái sự sân hận nó đến từ đố kỵ và ngạo mạn, và nó liên quan đến tham lam, và họ sợ mất cho nên họ mới sân si, họ mới sân lên. Rồi sự si mê, rồi mạn, rồi nghi, tất cả những cái thứ đó nó trong con người mình, và nó gắn với lại cái ràng buộc của xã hội và cái trách nhiệm đối với đời sống. Vậy thì từ đây thì một con người trí tuệ họ sẽ chia cuộc đời mình thành 3 phần trong cuộc đời. Là phần 1 là trả nợ người, tức là trả nợ người thân sinh ra mình. Họ làm được cái gì họ cố gắng làm cho cha mẹ mình trong cái phần đời từ 2 năm 30 tuổi trở lại, thì họ phải cố gắng kiếm được những cái đồng tiền đầu tiên họ lo cho cha mẹ mình. Bởi vì đến 30 tuổi
Mình 30 tuổi có nghĩa cha mẹ mình rơi vào khoảng 55-60, thì sau đó các cụ còn hưởng thụ một đoạn nữa. Còn người nào may mắn thì cha mẹ mình có cuộc sống tốt thì mình không phải lo trả nợ cho người. Thế còn sau đó đến 30 tuổi đến 50 tuổi thì phải trả nợ cho đời, toàn bộ bạn bè, gia đình, con cái mình đã bị ràng buộc bởi những cái rào cản của xã hội. Vì chúng ta sống trong một xã hội, chúng ta chịu trách nhiệm cái quy chuẩn đó, thì chúng ta phải trả nợ cho đời. Đời mình gây ra cái gì thì mình trả nợ cho đời mình cái đó. Tuy nhiên những người ít gây ra chuyện thì người ta đỡ phải trả nợ hơn. Và từ 50 tuổi trở ra thì bắt đầu người ta trả nợ cho mình, tức là bắt đầu người ta tập trung vào tu tập để chuẩn bị cho một cái trạng thái tiếp theo, tức là chuyển hóa sang một cái kiếp sống khác. Thế thì câu chuyện bạn bảo làm thế nào để tâm mình an yên, thì thưa bạn, bắt buộc chúng ta phải lao động chăm chỉ, tức là thiểu dụng chi túc. Bạn lao động chăm chỉ và bạn gì ạ, hạn chế những cái dục vọng như là chuyện ăn uống, chuyện trai gái, rồi là mong cầu, có nhiều thứ nọ, nhiều thứ kia, hạn chế cái đó đi. Và gì ạ, thiểu dục chi túc, tức là chi phí nó ít và làm việc nhiều lên, thì bắt đầu là gì ạ, chúng ta sẽ nhận được một cái cuộc sống nó tốt hơn. Và bấy giờ thì bắt đầu cuộc sống nó an yên, thì bạn lao động nhiều, bạn sinh ra sinh khởi trí tuệ, bạn tiêu pha ít thì tâm can của bạn nó tốt lên, nó an bình hơn. Và bạn để dư ra một cái khoản tiền, thì bản chất như vậy thì toàn bộ cái trí tuệ của bạn sinh khởi, thì những cái rào cản của cuộc sống ấy, bạn không bị ràng buộc nữa. Tôi lấy ví dụ, bạn đi vay tiền người khác đi, là bạn đã bị ràng buộc một cái mối ràng buộc rồi. Bạn bị hàm ơn một người khác đi, bạn đã bị mối ràng buộc rồi. Hôm nay bạn đi nhậu một bữa ăn mà để cho người khác trả tiền cho mình, là bạn bị một cái mối ràng buộc rồi. Bạn nghiện thuốc đi, thuốc lá đi, bạn bị một mối ràng buộc rồi. Bạn nghiện rượu đi, là bạn bị một mối ràng buộc rồi. Vậy thì trong cuộc đời bạn, nếu bạn có trí tuệ thì bạn điều khiển được cái những cái thứ khác. Và ngược lại, bạn không có trí tuệ thì bạn bị những thứ khác nó điều khiển mình. Và kẻ nào càng bị nhiều thứ ở trong đời thường nó điều khiển thì kẻ đó không còn phải là chính mình nữa. Vậy chúng ta mới quay trở lại, bạn hãy nhìn thấy cuộc sống của mình, xem là mình bị bao nhiêu thứ điều khiển. Nếu bạn bị nghe người khác nói là bạn thay đổi mình ngay, có nghĩa là bạn bị điều khiển. Bạn thèm một điếu thuốc mà không có thuốc là bạn vật lộn, có nghĩa là bạn bị điều khiển. Bạn thèm một bữa nhậu mà bạn không được nhậu, mà bạn lồng lộn lên là bạn bị bữa nhậu nó điều khiển. Vậy thì bạn phải xem lại toàn bộ những cái nguyên nhân, là những cái mối dây nào nó đang ràng buộc cuộc đời bạn, thì bạn sẽ tìm cách gỡ cái mối ràng buộc ấy ra, thì giúp cho mình sẽ an yên hơn trong cuộc sống, tâm của mình sẽ tốt hơn. Trừ mối ràng buộc mà do chính mình tạo ra thì mình phải trả nghiệp. Đó là gì? Nợ tiền người khác bắt buộc phải trả thì mới tháo được nghiệp. Đẻ con ra thì phải nuôi cho con nó trưởng thành thì mới gỡ được nghiệp. Lấy vợ rồi thì vẫn phải gì ạ? Làm cho nhà, cho vợ một cái nhà, và lo cho cuộc sống của vợ thì nó mới tháo được cái mối ràng buộc. Cha mẹ đẻ mình ra, mình phải báo hiếu thì mới gỡ được mối ràng buộc. Cho nên khó lắm, đã là người chúng ta bị rất nhiều các cái mối ràng buộc trong cuộc đời. Vậy thì hạn chế những cái mối ràng buộc không đáng có, như nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện cà phê, nghiện gái, những cái thứ đó mình hoàn toàn có thể vượt qua được. Nhưng mối ràng buộc mà nó là bản ngã, như cha mẹ mình sinh ra mình lấy vợ, mình sinh con, thì bắt buộc mình phải trả. Và đừng ràng buộc thêm những cái mối ràng vào người mình nữa. Và như vậy bạn tìm ra, bạn gỡ, thì chúc bạn có một cuộc sống an yên. Xin cảm ơn. Liên hệ ngay CEO Hồ Chí Minh Holding, hotline 0902 509 005, website www.ceohcm.edu.vn.